Sống lại một đời, toàn cầu tiến vào cao vũ thời đại. Nguyên bản cả đời này, Lục Triệu chỉ có thể làm một cái qua sông tiểu tốt, cùng kiếp trước giống như nước chảy bèo trôi, đần độn đi đến cuối đời. Thẳng đến có một ngày, Lục Triệu cư nhiên lĩnh ngộ một ít kỹ năng kỳ kỳ quái quái, hơn nữa có thể dựa vào độ thuần thục thiết lập không ngừng kinh nghiệm gan trở nên mạnh mẽ. Vì thế Lục Triệu một đường bạo can, không cẩn thận liền trở thành người đẹp nhất trên đỉnh võ đạo đời này. Chương 1 nằm ngửa cũng có thể tu luyện. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 2 Ở đây cũng có cuộc thi xếp hạng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 3 Đi lên cùng lão sư so tay một chút. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 4 Hoa cúc tàn phế đầy đất thương. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Hạ thủ quá đen a. À. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Không thể lại cao hơn điều. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 bức ta phóng đại chiêu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Đến cùng là dạng gì hố? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Ép người làm gái điếm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Thiên lôi câu địa hỏa. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.